Mùng 1 Tết 2024 mặc màu này để cả năm may mắn sắm nhà tậu xe, tiền vàng ùn ùn kéo về trong năm mới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, thưa quý vị, kỹ thuật phong thủy được sử dụng rất rộng rãi, đặc biệt là trong kiến trúc xây dựng. À, tuy nhiên, theo phong thủy thì tất cả vạn vật đều có một cái nguồn năng lượng nhất định. Ngay cả trong những cái bộ quần áo mà chúng ta mặc hàng ngày hay là những cái phụ kiện mà chúng ta mặc hàng ngày thì nó đều có những cái màu sắc và có những cái chất liệu thì nó liên quan đến trực tiếp với số mệnh của chúng ta. Đó. Trong cái lĩnh vực thời trang thì cũng vậy, có những cái quy định ngập về cái phong thủy của những cái bộ quần áo mà chúng ta mặc. Đó. Nếu mà chọn được những cái bộ quần áo hợp phong thủy thì nó sẽ mang lại cái may mắn, mang lại cái cắt lành cho gia chủ và mang lại những điều tốt đẹp nhất với chủ nhân. Đặc biệt là trong ngày mùng 1 Tết âm lịch sắp tới đây của năm 2024, à, quý vị hãy chọn cho mình một cái bộ quần áo hợp mệnh, hợp tuổi, hợp với lưu niên, hợp với năm để có được một cái năm may mắn bình an tài lộc dồi dào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, như vậy là gì? Chúng ta biết là nói chung ấy thì mỗi người đều có một cái ngũ hành riêng, mỗi người đều có một ngũ hành đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về từng con giáp mặc áo gì, tuổi tý, tuổi sửu, tuổi dần, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi ngọ, tị, ngọ mùi, thân dậu, tốt hợi Và để mà biết được mặc màu gì thì đầu tiên quý vị cũng cần phải biết được những cái ngũ hành của từng con đúng không ạ? Nên chúng ta biết là gì những người tuổi tý và tuổi hợi tý và hợi nhé thì có ngũ hành là là thủy này đúng không còn thìn tuất Sửu mùi là ngũ hành là là thổ đó dần và mão là ngũ hành là mộc tỵ và ngọ là ngũ hành là hỏa đúng không và thân và dậu là ngũ hành kim đó quý vị nhớ như vậy nhé để, để tôi lấy bút tôi ghi thì khi quý vị nắm rõ được cái 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 ngũ hành của từng con giáp thì quý vị cũng biết được đây dần mão là thuộc mộc này đúng không à, ngọ mùi là thuộc hỏa và thân dậu là thuộc kim đó quý vị nhớ nhé còn bốn ông thìn tuất sửu mùi là thuộc thổ đây là ngũ hành của của địa chi nhá ngũ hành địa chi nhá chúng ta dựa vào địa chi để chúng ta phân tích và chúng ta tìm ra một cái màu hợp mệnh với gia chủ và hợp mệnh với lưu niên để tết đi sông nhà cho được may mắn bình an đúng không đi chơi tết cho được gì nhiều lộc và cả năm đó sẽ được may mắn xuân sẻ và vạn sự sẽ được hay thông thuận lợi đó như vậy thì nếu hiểu một cách đơn giản ấy, thì mỗi người chúng ta đều có một cái màu sắc của bản mệnh Và những cái màu sắc nó thuộc về riêng của mỗi người Ví dụ như là gì? Khi chúng ta đầy đủ có cả ngày tháng năm sinh giờ sinh Thì chúng ta bổ ra một cái lá số bất tự Và từ đó chúng ta sẽ phân tích là dụng thần khuyết thiếu cái gì, hỷ thần là cái gì Và chúng ta sẽ đưa ra được những cái màu phù hợp để cho người đó có được một cái năng lượng tốt hơn Đấy thì cuộc sống nó cũng sẽ dần dần nó chuyển theo hướng tích cực đó. đó, Và nói chung ấy cái màu này nó cũng khá là quan trọng trong cái việc là điều tiết cái ngũ hành của của bản mệnh điều tiết cái âm dương ngũ hành đó. nếu mà chọn được những màu hợp nó dụng thần ấy dụng thần hoặc là hỷ thần thì nó sẽ gì sẽ may mắn nhưng mà chọn phải cái màu kỵ thần đấy kỵ thần thì nó sẽ gì nó sẽ dìm hàng xuống và gì quý vị sẽ sẽ bị gì đen đủi hơn đó từ đó thì các màu sắc trong cuộc sống xung quanh chúng ta thì đều có sự ảnh hưởng nhất định đến cái cuộc sống của con người đấy Chúng được vận dụng nhằm để giúp tăng những cái điều kiện thuận lợi và hạn chế loại bỏ những cái điều rủi ro bất lợi. Vì thế, nói chung ấy, chúng ta phải chọn màu sao cho hợp lý. Đúng không ạ? Theo cái tính cách, theo phong cách và theo cái thời điểm mà chúng ta chúng ta cần dùng. À, nói chung ấy, quý vị nhé, bây giờ thế này cho dễ này. Chúng ta có 5 người ngũ hành, đúng không ạ? 5 ngũ hành đó là gì? Kim, kim, thủy, mộc, hóa, thổ. Đúng không? Chúng ta cục diện ngũ hành tương sinh. Kim thì sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ và thổ lợi sinh kim. Đó. Đấy là cục diện ngũ hành tương sinh nhé. Thì chúng ta chọn cái màu theo cái ngũ hành tương sinh, theo cái vòng tròn này từ gì từ phải sang trái theo cái hướng nhìn của quý vị đúng không? từ phải sang trái là nó là cái cái vòng tương sinh đấy nhá còn chúng ta không chọn theo cái cục diện tương khác ví dụ như là gì hỏa khắc kim này kim lại khắc mộc mộc khắc thổ thổ khắc thủy và thủy lại khắc hỏa đấy hỏa này khắc kim như vậy là theo cái vòng ngôi sao là chúng ta chọn nhá ví dụ những người bị mộc thì không nên chọn áo màu vàng Đúng không? Hoặc là những người mệnh thổ thì không nên chọn màu đen Đấy Như vậy là gì? Ví dụ như một ông tuổi tí là 1984 chẳng hạn Thì là không gì? Không nên mặc áo màu màu đỏ kiểu vậy đấy Mặc Mà áo màu thì màu đen như, như tôi đấy. thì là hợp lý và dựa vào cái cục diện tương sinh tương khắc của ngũ hành đó thì chúng ta sẽ tìm ra cái màu áo nào phù hợp nhất đúng không? thì chúng ta biết là năm 2024 nó là giáp thìn giáp thìn đúng không ạ giáp thìn nó rất giáp thìn Nó giáp thìn vào ngày mùng 1 Tết Thì cũng rơi vào ngày gì? Cũng rơi vào ngày giáp thìn luôn Nó là ngày giáp thìn đúng không? Ngày giáp thìn tháng bính dần và năm giáp thìn Nhá, Ngày giáp thìn luôn Giáp thìn có ngoài thuộc hỏa Đấy. Thì dựa vào cái tương tác của lưu niên và của tuổi Thì chúng ta sẽ chọn ra những cái bộ quần áo phù hợp nhất đối với mình Đó ạ à, Thưa quý vị Trong ngày đầu tiên của năm mới Nói chung ấy, nhân dân ta vẫn quen làm cái việc làm việc gì, gì cũng cẩn thận đúng không? các cụ có câu là gì có thờ có thiêng có kiêng thì có lành thì năm mới có thể nó nhận được những điều tốt lành tránh được những điều xui xẻo ai cũng biết thế nhưng xét về cái yếu tố phong thủy ấy, cái màu sắc tác động mạnh mẽ đến cái vận khí của mỗi người đặc biệt là cái màu sắc của những bộ quần áo những trang phục cái việc lựa chọn quần áo có màu sắc phù hợp trong cái ngày đầu năm mới cũng sẽ giúp chúng ta tăng thêm cái vận may mắn trong cả năm à, vậy thì ngày mùng 1 tết nó rất thìn đúng không ạ chúng ta mang mọc những cái màu gì đó thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải biết là gì những cái màu may mắn những màu sắc quý vị nên mặc vào cái ngày mùng 1 Tết thứ nhất là màu đỏ màu đỏ màu đỏ đây là cái gam màu luôn được ưa chuộng trong những ngày Tết ngày xuân đó bởi người ta quan niệm rằng cái màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và cho sự cát tường cái ngày mùng 1 Tết mà các bạn có thể mặc những cái bộ quần áo màu đỏ thì sẽ đem lại cái sự may mắn hạnh phúc về về cho bản thân bản thân mình đúng không thứ hai là gì cái màu vàng mà vàng cũng tượng trưng cho cái tiền tài cho cái sự giàu có cho cái sự thịnh vượng vì vậy nếu mà lựa chọn cái trang phục cái màu vàng ấy trong cái ngày đầu năm mới cũng hứa hẹn đem lại một năm giáp thìn tràn đầy cái năng lượng tràn đầy cái may mắn trên phương diện tài lộc sự nghiệp Đấy. thì gì tiền bạc đổ về ào ào trong túi đặc biệt những người làm công việc liên quan đến cái ngành kinh doanh buôn bán đầu tư ấy, thì mặc đồ màu vàng có thể thúc đẩy vượng tài lộc cho gia chủ cái màu thứ ba mà có thể mặc trong năm nay đó là cái màu xanh lam dù đây là một cái màu nó không quá nổi bật nhưng mà nó cũng đem lại cái sự lịch sự trang nhã và dễ tạo thiện cảm với mọi người xung quanh lựa chọn cái trang phục màu này thì các bạn sẽ có một năm 2024 tràn đầy cái hy vọng tràn đầy cái may mắn lộc cứ đổ về nhà un ùn kéo đến đó à, bên cạnh đó thì ngoài những cái màu mà tốt lành ra thì người ta cũng kiêng kỵ mặc những cái màu sau đây à, thứ nhất là màu trắng à, trước đây thì nhiều người quan niệm màu trắng là màu của tượng trưng cho sự tăng thương cho sự tăng tóc cho sự chết chóc nên là người ta tránh mặc trong những ngày đầu năm à, tuy nhiên quan niệm này thì cũng đã dần dần được thay đổi đúng không ạ? và cái màu trắng toát lên cái vẻ tinh khôi trong sáng và được nhiều người ưa thích xong à, rồi các bạn cũng nên cân nhắc cẩn thận chọn một cái trang phục màu trắng ấy, thì cũng phải phối cái đồ làm sao cho nó phù hợp để nhìn cho nó sang chảnh một chút đúng không ạ thứ hai là cái màu đen cái màu đen đen tuyền cả một cây đen thì người ta cũng không lựa chọn mặc trong cái ngày đầu năm mới mà người ta cũng sẽ phải mặc kèm theo cái gì đó thì cái bộ vest bộ jean lê hoặc cái áo gì đó ở trong đó Người ta cho rằng màu đen thì toát lên cái sự tăm tối, không đem lại nhiều cái may mắn trong những ngày đầu năm mới. Nên là người ta cũng hạn chế sử dụng cái trang phục màu cái màu này. Nếu như mà gì sợ là gì bị ảnh hưởng xấu đến bản thân. Đó. Đó, đó là cái màu nên mặc và những màu không nên mặc. Tuy nhiên thì từng con giáp thì có một cái bản mệnh khác nhau, có cái ngũ hành khác nhau. Vậy nên là mỗi một con giáp thì chúng ta sẽ chọn cho mình một cái màu khác nhau để được may mắn và bình an. Đó và để tìm hiểu rõ về con giáp nào nên mặc màu gì thì chúng ta cũng xét về qua về cái màu sắc đã xem ý nghĩa của từng màu sắc như thế nào rồi chúng ta sẽ đưa ra được những quyết định là con giáp nào nên mặc màu nào thì sẽ hợp lý đúng không ạ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên đó chính là gì ý nghĩa của từng màu sắc thưa quý vị màu đầu tiên chúng ta xét đó là màu đỏ thì cái màu đỏ người ta vẫn nói màu đỏ tượng trưng cho cái sức mạnh và sự quyền lực cái màu đỏ nó xuất hiện ở khắp mọi nơi à, theo quan niệm của người phương đông thì đây là cái màu tượng trưng cho hạnh phúc đủ đầy Những người mà thích màu đỏ thường là những người có cá tính mạnh mẽ Quyết đoán và có một cái niềm đam mê Quyền lực khá là lớn Cái màu đỏ nó không tượng trưng cho cái ác Nhưng luôn đem lại cái cảm giác là sợ sệt trùn bước mỗi khi mà đi đến người xung quanh ấy Cái màu đỏ nó là cái màu mà gì làm cho những người mà nhìn thấy cảm thấy, thấy nóng hơn Cảm thấy khát khao Nhưng mà cũng gì đề phòng hơn và cẩn thận hơn Đó À, trong phong thủy thì màu đỏ được coi là cái màu của may mắn bởi nó tượng trưng cho lửa Với cái sức mạnh của lửa thì nó đi liền với quyền lực Và với cái sự tâm huyết Với cái sự dũng cảm và hy sinh à, Bên cạnh đó thì cái màu đỏ nó cũng là cái màu của cảm xúc Nhiệt huyết và tình yêu là một cái Cái màu mà mang lại cái sự tin tưởng và may mắn trong cuộc sống Để năng lượng xung quanh nó được chuyển hóa một cách tốt lành hơn Mang lại nhiều may mắn hơn Thì quý vị hãy sử dụng cái màu đỏ với lực lượng vừa phải và cần chú ý màu đỏ trong các trường hợp lo âu mất ngủ đó tránh màu đỏ trong trường hợp đó đó là màu đầu tiên thứ hai là cái màu xanh lá cây cái màu xanh lá cây là màu của sự sống của sự vận động cái màu này nó không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của con người nhưng mà nó lại có mặt ở khắp mọi nơi trên tự nhiên à, trong thế giới tự nhiên ấy, thì không có nhiều người thích cái màu xanh lá cây à, đơn giản bởi vì khi nhìn vào nó thì con người ta không có được cái cảm giác nhẹ nhàng bình an nó luôn khiến cho con người ta phải vận động và suy nghĩ suy nghĩ khá nhiều cái xanh lá cây là cái màu của thiên nhiên, tượng trưng cho sự cân bằng, sự phát triển, sự sinh sôi nảy nở và sự phong phú. Đấy. Cái màu xanh của lá cây ấy, thì còn để mang lại cái cảm xúc an toàn. Ở à, trong hệ thống luân xa thì cái màu xanh lá cây còn đặt ở vị trí trung tâm tức là trái tim ấy, à, nó cũng thể hiện cái sự trẻ trung và thường được xem là rất có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, cái màu xanh lá cây còn mang lại ý nghĩa hy vọng. À, đó đó là ý nghĩa của màu xanh lá cây. Tiếp theo, cái màu thứ ba chúng ta xét đó là màu vàng. Thì cái màu vàng là cái màu của sự thành công và sự sang trọng, sang chảnh. Mới đầu nhìn màu vàng người ta có cảm giác là dễ chịu và rất là nhẹ nhàng, nhưng càng nhìn lại càng thấy nó gì quyến rũ hơn. Thành công và cái sự giàu sang cũng như vậy. Khi có được những cái thành công nhất định thì những điều mà mình mong muốn ấy, đó là gì? Niềm hạnh phúc. Nhưng đằng sau đó lại là gì? Hy sinh vất vả rất là nhiều. À, có người cho rằng cái màu vàng là cái màu của sự phản bội. À, cô dâu chú rể khi chụp ảnh mà cũng tránh những cái bó hoa màu vàng à, nhưng mà dù sao đi nữa thì vẫn rất nhiều người thích cái màu này và trong phong thủy ấy, thì màu vàng có nghĩa là màu của sự vui vẻ sự phấn khởi nó là cái màu của ánh nắng mặt trời màu vàng mang lại cái sự cảm giác ấm áp làm tăng thêm cái sự thích thú và cái khả năng hoạt động của trí óc cái màu vàng nhạt nó còn gì mang lại sự thu hút đáng kể nó là cái màu của cái sự thông thái và sự mạnh mẽ đó là cái màu thứ ba đúng không ạ tiếp theo màu thứ tư chúng ta sẽ đến đó là màu tím Đó À, trong phong thủy thì màu tím lại được coi là cái biểu tượng của cái lòng trung thủy nó là cái sự pha trộn là cái sự kết hợp hài hòa mạnh mẽ nhẹ nhàng giữa lớn lao và bé nhỏ à, có thể nói đây là một trong cái màu khá dễ dàng đấy nó có thể là chọn phù hợp với mọi người mọi lúc mọi nơi à, không làm cho người ta quá mệt mỏi cũng không làm cho người ta có cảm giác là nhàm chán à, do đó trong cuộc sống thì có rất nhiều người thích cái màu tím này à, tuy nhiên do tính chất của cái màu tím là sự kết hợp thế nên là người ta thích cái màu tím thường là những người mà không quá nổi bật và quyết tâm của họ cũng thường không là lớn nhưng mà họ gì có cuộc sống thì nói chung tương đối đầy đủ và tốt đẹp đó. màu thứ năm chúng ta xét đến đó là màu xanh da trời à, thưa quý vị cái màu xanh da trời là cái biểu tượng của sự hòa bình của những cái điều nhẹ nhàng nhất à, xanh da trời thì luôn đem lại cái cảm giác an toàn đấy và yên bình cho mọi người xung quanh những người thích màu này là những người có tính cách ôn hòa và khá là dễ chịu đó đó là cái ý nghĩa của màu màu xanh xanh ra trời tiếp theo thứ sáu là màu đen màu đen màu đen là một màu luôn mang lại cái sự huyền bí và cái sự sang trọng à, trong cuộc sống thì màu đen luôn có sức hấp dẫn lôi cuốn và vô cùng là bí ẩn nó có khả năng che lấp đi cái xấu và mọi cái không tốt cho con người màu đen là cái biểu tượng của cái ác cũng như là gì thể của những cái thế lực xấu xa đen tối nếu mà coi cuộc sống là một cái bộ Phim ấy, thì màu đen là những cái nhân vật phản diện. À, khi ngắm vào cái màu đen thì có người còn vừa có cảm giác là run sợ lại vừa có cảm giác là lôi cuốn, kích thích tò mò. Cái màu đen nó đem lại cái sự huyền bí nhưng mà sang trọng, là cái màu đi liền với quyền lực. Ở à, trong cuộc sống của con người ấy, thì những người thích cái màu đen ấy không nhiều nhưng mà những người thích sử dụng màu đen lại nhiều vô kể. Đó, đó là cái màu thứ 6 Tiếp theo là màu thứ bảy là màu hồng. Thưa quý vị cái màu hồng là màu của tình yêu là màu của sự lãng mạn là màu của sự bất tử và bất cứ thứ gì mang cái màu hồng đều rất là đẹp đó. trong cuộc sống hiện tại khi con trai có thể sử dụng những cái màu vốn trước đây chỉ dành cho con gái như màu đỏ màu vàng màu cam ấy thì màu hồng vẫn là một cái màu đặc biệt nó gần như là một cái là chỉ dành cho riêng cho con gái cho phái nữ à, cho những gì mà nhẹ nhàng nhất màu hồng thì luôn mang lại cái sự bồng bềnh huyền ảo đẹp và không có thật đó à, Những người thích cái màu hồng là những người mà có cuộc sống lãng mạn Họ coi cuộc sống như là một cuốn tiểu thuyết Mà là một cái bộ phim Họ là những người mà gì mỏng manh, yếu đuối, dễ vấp ngã Nhưng lại cũng dễ đứng lên Bởi với cái cuộc sống luôn tươi đẹp Luôn mang lại cái ánh nửa màu hồng ấy Và do đó thì cái niềm tin vào cuộc sống của họ cũng lớn vô cùng Đó đó là cái màu thứ bảy Tiếp theo là màu thứ 8 là màu trắng à, Thưa quý vị, mọi vật đều bắt đầu bằng màu trắng Đó là cái sự khởi đầu Là những cái thứ đầu tiên À, cũng có lẽ vì thế mà cái màu trắng còn là cái biểu tượng cho sự hồn nhiên, trong sáng, tinh khiết và giản dị. Dù ở bất cứ nơi đâu ấy, thì cái màu trắng cũng được gây được một cái sự chú ý, gây được cho người ta được cái nhiều thiện cảm. Nhưng mà cũng vì đây là một cái màu quá giản dị nên là đôi lúc nó tạo cảm giác là cô độc và thất bại. À, trong các cuộc chiến thì cờ trắng có nghĩa là gì? Là đầu hàng. À, những những người mà thích cái màu trắng ấy, thì thường là những người mà có nội tâm phong phú. Hay nói cái khác hơn ấy là những người sống hướng nội. Cái thế giới tâm hồn của họ này hồn nhiên trong sáng và mỏng manh nhưng lại gì rất khó có thể xâm nhập vào. Đó là cái màu trắng. Tiếp theo màu thứ 9 chúng ta xét đó là màu nâu. À thưa quý vị, cái màu nâu là cái màu sắc của sức mạnh, của nền tảng, của sự ổn định. Thì gần đây trong phong thủy màu nâu nó đang dần được nhiều người sử dụng với khả năng là nuôi dưỡng cái nguồn năng lượng tốt, ấm áp. Màu nâu được sử dụng rộng rãi trong cái bát quái bổ trợ cái nguồn khí tốt cho nhà hướng đông ấy, Đấy, để cho tăng cường cái sức khỏe đấy thì hoặc là với hướng đông nam là hướng tiền của và hướng nam là hướng của danh vọng à, trong phong thủy và trong ngũ hành ấy, thì màu nâu tượng trưng cho gỗ nó thuộc mộc cũng tùy theo cái màu nâu ánh màu nâu thì cũng có thể là tượng trưng cho hành thổ là nâu đất đúng không ạ hoặc là gì cái màu nâu được bài trí sắp xếp tốt nhất ở cái phía đông và phía đông nam đấy thì ngoài ra cái màu nâu cũng được là một cái sự lựa chọn tuyệt vời trong cái trang phục của mọi người khi mà mặc đi chơi tết đó Vậy nên là gì? Quý vị cũng có thể chọn cái màu này để gì? Mang lại cái Tết ấm áp và hạnh phúc hơn Nhưng mà cũng tùy ý, không phải con giáp nào cũng chọn đâu Chúng ta cứ từ từ rồi chúng ta sẽ đến cái phần chọn màu cho từng con giáp Tiếp theo là chúng ta chọn cái màu cam Màu cam là cái màu tạo ra cái năng lượng phong thủy Thúc đẩy các những cái mối quan hệ trong cuộc sống đấy Gắn kết cái cộng đồng Đây là cái màu mà được thụ hưởng Sức mạnh mẽ của cái màu đỏ và cái sự hạnh phúc của màu vàng nó đi liền với cái sự vui tươi, cái sự nhẹ nhàng và tươi mát cái màu cam nó mang đến cái sự hạnh phúc sôi động và bắt mắt, biểu trưng cho sự cố gắng, sự thu hút và cái sự quyến rũ, hạnh phúc và sáng tạo. À, thưa quý vị, với cái ánh mắt người thì màu cam là cái màu tương đối là nóng và chính vì thế nó mang lại cảm giác là mới nạ, ấm áp đúng không ạ? À, tuy nhiên, nó không mạnh mẽ như cái màu đỏ. À thưa quý vị, đấy, đó là cái tính chất của màu cam. Tiếp theo, màu thứ 11 mà chúng ta xét đó là màu xanh dương. Cái màu xanh dương là màu của sự điềm tĩnh, màu của sự yên bình, màu của sự hòa bình. Màu xanh ấy là cái màu sắc tuyệt vời trong phong thủy từ bầu trời đến gì đến nước biển đều có màu xanh. Đó. Cái màu xanh luôn mang đến cho các bạn cảm giác bình yên nhẹ nhàng và cũng theo phong thủy ấy, thì cái màu xanh dương nó sẽ phát huy tối đa cái nguồn lực nếu như mà sử dụng trong cái bát quái ấy, tại ngôi nhà trong ngôi nhà mình. À, chúng ta có thể sử dụng cái màu xanh dương ở trong nhiều dịp lễ Tết dỗ chạp cũng như là gì trong cái nhiều cái dịp mà lễ Tết ấy, lễ Tết hoặc trong các dịp đi đi chơi ấy, đi đi lễ hội ấy, thì ta có thể sử dụng màu này để mang lại cái may mắn cho mình. À, thưa quý vị cái màu xanh dương nó được thiết lập để mang lại sự bình tĩnh thanh thản nó là màu của bầu trời đại diện cho đại dương đấy do đó có cái cảm giác rộng lớn và mênh mông cái màu xanh dương sẽ đi, đi liền với cảm giác là sâu thẳm và vững vàng hơn thì bên cạnh đó nó còn là cái màu của sự trung thành tin tưởng và thông thái tự tin và mang lại cái ý nghĩa trong cái màu sắc màu sắc trong sáng ấy, tinh tế màu xanh dương nó có liên hệ mật thiết với cái trí tuệ và cái sự thông minh. Đấy. À, tuy nhiên quý vị cũng nên tránh màu xanh dương trong các trường hợp bị trầm cảm nhé. À, cuối cùng thì chúng ta xét đó là cái màu xanh lam, màu xanh lam. À, xanh lam nó phản ánh sự thật, nó gắn liền với cái màu của một bầu trời. Bầu trời thì không mây, Đấy, trong xanh, mang tới cho chúng ta cảm giác là chân thật và và rõ ràng. Phần lớn màu xanh lam thì đem lại cái cảm giác tin tưởng, thấu hiểu, trung thành, sáng sủa. Do vậy, cái màu xanh lam giúp chúng ta để bình tĩnh và có cảm giác là gì? giảm căng thẳng. Đó. Thì tâm lý học về cái màu sắc trong phong thủy thì cái, cái, màu xanh lam ấy nó cũng làm gì? Giảm, làm dịu, hàn gắn, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Nó cũng tượng trưng cho cái sự tin tưởng, đáng tin cậy và an toàn, an ninh trật tự. Đó. Màu xanh thì cũng giúp tăng thêm cái sự sáng tạo và giúp thúc đẩy cái suy nghĩ, suy ngẫm và gì thường liên quan đến cái yếu tố tâm linh. Nói chung ấy, đó là 12 cái ý nghĩa của 12 màu sắc, quý vị nhớ rồi ạ. Đó. Cái màu sắc chúng ta sử dụng thì cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái tính cách, đến cách đánh giá của mỗi người đối với chúng ta. Và chúng ta thì hãy tỏa sáng bằng những cái màu mà chúng ta yêu thích, chúng ta lựa chọn trong ngày Tết, vừa hợp phong thủy lại vừa hợp với lại cái bản mệnh, đúng không ạ? Vậy thì trong 12 con giáp chúng ta nên mặc màu gì trong cái ngày Tết? Đây là cái phần mà chắc chắn là quý vị mong chờ nhất. Đó. À, thưa quý vị, nói chung ấy thì tùy theo từng tuổi khác nhau mà chúng ta cũng nên chọn cái màu sắc khác nhau, sao cho hợp mệnh, hợp âm dương ngũ hành để gì? có một cái Tết ấm êm và hạnh phúc. À thưa quý vị, con giáp chúng ta xét đầu tiên thì đó chính là những người tuổi Tý nhá, những người tuổi Tý. Vậy thì tuổi Tý mặc màu gì? Đúng không ạ? Để mang lại được cái may mắn bình an. À, kính thưa quý vị, bước sang năm 2024 thì cái vận trình của những người tuổi Tý đã có những cái khởi sắc trông thấy. Dù vận khí của bản mệnh vẫn chưa thực sự thăng hoa, nhưng mà cũng được coi là khá là ổn định. Và những người tuổi Tý thì hãy chú trọng vào quản lý bản thân, nâng cao cái năng lực và gì? Hành sự thật thận trọng thì mới giữ được cái may mắn ở bên cạnh. À các phương diện cuộc sống thì cũng mới đạt được những bước tiến triển như mình mong muốn. Và để mang lại may mắn cho mình thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thỉnh để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Và cái màu sắc may mắn cho những người tuổi Tý trong năm 2024 đặc biệt là cái ngày mùng 1 Tết ấy thì quý vị nên chọn những màu sau thứ nhất là quý vị có thể chọn màu đen màu đen thì nó sẽ được vượng cái sự nghiệp đó nói chung ấy trong năm 2024 ấy, thì cái màu sắc này nó sẽ nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của những người tuổi tí nhờ vậy mà bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp nể phục và cấp trên đánh giá cao thường xuyên sử dụng màu đen cũng sẽ giúp cho những người tuổi tí trở nên cởi mở hơn Để xây dựng các mối quan hệ xã giao được tốt đẹp hơn gặp được một số cơ hội tốt và có nhiều cái tiềm năng À, cái màu thứ hai ấy, thì quý vị có thể chọn tuổi tí có thể chọn đây tôi cứ đưa ra các màu nhé cho các quý vị lựa chọn nhé lựa chọn màu nào là quyền của quý vị và các bạn đó màu thứ hai là màu xanh da trời nó tượng trưng cho cái chuyện là vượng tài lộc à, thưa quý vị cái màu xanh da trời sẽ giúp cho những người tuổi tí luôn cảm thấy thư giãn nhẹ nhàng nhẹ nhõm và sẵn sàng đối diện với những khó khăn trên cái con đường làm giàu trên con đường công danh sự nghiệp của mình thì ngoài ra các bạn cũng thận trọng và vững vàng hơn À, và nhờ thế mà các bạn sẽ tránh được những cái tổn thất không đáng có các bạn biết đâu là cái cơ hội mình cần nắm bắt để vươn lên đâu là lúc mình cần phải lùi lại để bảo toàn những gì mà mình đang có đấy cái màu thứ ba cho tuổi tí đó là màu xanh màu xanh lá cây nó vượng cho tình duyên cái màu sắc này sẽ giúp bạn giữ được cái tâm hồn rộng mở và các bạn sẽ học được cách bao dung xử lý các vấn đề trong các mối quan hệ một cách là lý trí hơn nhờ vậy mà những người độc thân sẽ dễ gặp được những cái đối tượng phù hợp những người có đôi có cặp vậy thì sẽ được hạnh phúc lâu dài đó à, trong ngày mùng 1 cũng như là trong năm 2024 thì những người tuổi tý nhá thì đại kỵ các màu sau màu đỏ và màu tím đó hai cái màu sắc này thì sẽ khiến cho người tuổi tý luôn cảm thấy là căng thẳng nóng nảy và dễ vướng vào cái chuyện tranh chấp thị phi với đồng nghiệp với bạn bè với cấp trên à, các bạn sẽ luôn trở nên là gì quá ganh đua hay thể hiện bản thân một cách là khoe khoang hậm hĩnh À, trong việc hợp tác làm ăn ấy, thì các bạn cũng thường trở nên là bất cẩn khi mà lựa chọn cái đối tác à, từ đó dễ bị lừa gạt mất mát về của cái và vướng vào tranh chấp thị phi à, tuy nhiên ấy, quý vị mặc cái màu đỏ hoặc màu vàng trong cái ngày mùng mà một tết chỉ mong một ngày đó thôi cũng là một cái ngày cực kỳ may mắn mang lại cái màu may mắn cho quý vị nhé nên là màu đỏ quý vị chỉ kiêng sau thời gian tết thôi còn lại là quý vị cũng nên mặc để gì những ngày tết ba ngày tết để được may mắn bình an đó là con giáp đầu tiên những ngày tử tý đúng không ạ Tiếp theo, con giáp thứ hai là tuổi Sửu. Vậy thì tuổi Sửu mặc màu gì? Đấy. Thì với những người tuổi Sửu ấy, nói chung trong năm 2024 ấy thì những người tuổi Sửu sẽ đứng trước nhiều cái thách thức và nhiều cái cơ hội. Và để gặt hái được cái thành công thì tất nhiên các bạn cũng phải chịu nhiều cái áp lực, chịu nhiều cái vất vả nó nối tiếp nhau với với với, với những người tuổi xíu à, tuy nhiên nếu các bạn có thể dốc toàn lực để giải quyết các vấn đề thì mọi khó khăn cũng dần dần được đẩy lui và cái thành tích của các bạn gặt hái được ấy cũng sẽ khiến các bạn khẳng định được cái vị thế của mình Đấy, nhận được cái sự khâm phục của mọi người xung quanh và để tăng cường thêm cái may mắn, tăng cường thêm tài lộc và giúp cho cái nhân duyên nó được vượng lên thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trận đời cho những người tuổi Sửu. Và cái màu sắc may mắn của những người tuổi Sửu trong năm 2024 ấy, thì bao gồm những màu sau. Nếu mà quý vị muốn vượng sự nghiệp thì quý vị chọn màu nâu. Màu nâu. À thôi quý vị, cái màu nâu sẽ giúp cho những người tuổi xíu luôn giữ được cái tinh thần tích cực, hăng hái bằng chính cái nỗ lực của mình. Giúp quan sát này có thể giải quyết nhiều cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Hơn nữa, cái màu này nó cũng sẽ giúp cho các mối quan hệ với đồng nghiệp, với bạn bè, với cấp trên, với khách hàng, với đối tác của những người tuổi ấy, tuổi xíu ấy cũng sẽ được thì củng cố và mở rộng cái khả năng trọng dụng của mình và dễ gặp được quý nhân. À, màu thứ hai mà những người tuổi xỉu nên dùng đó là màu vàng màu vàng thì nó vượng về cái mặt tài lộc đó, thường xuyên sử dụng cái màu vàng sẽ giúp cho những người tuổi xỉu duy trì được cái đầu óc tỉnh táo có cái tầm nhìn sáng suốt hơn quản lý tài chính được khôn ngoan và biết cách dùng tiền đúng lúc đúng, đúng chỗ từ đó thu về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ đó tiếp theo là cái màu thứ ba là quý vị có thể sử dụng màu trắng bạc màu trắng bạc hay màu bạch kim ấy đó thì nó sẽ vượng tình duyên cái màu bạc sẽ giúp những người tuổi xỉu tự tin thể hiện cái sức thu hút tự nhiên của mình cộng với cái sự khéo léo và cái sự tinh tế thì những người độc thân sẽ quen biết được với nhiều các bạn khác giới trong các dịp xã giao tạo ra cái cơ hội thoát khỏi cái tình trạng cô đơn là bóng như màu màu đại kỵ với những người tuổi xỉu trong thời gian này đó là màu xanh lục và màu xanh lam những cái màu sắc này nó gây ảnh hưởng xấu đến cái tâm trạng của những người tuổi xỉu khiến các bạn thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm và luôn ở cái thế bị động khó có thể phát huy được như bản thân mong muốn những cái suy nghĩ không sáng suốt cũng sẽ khiến cho bản mệnh tham gia vào những cái dự án hay là những chuyện đầu tư mù quáng khiến cho bản mệnh phải tốn một khoản khá khá tiền để gì để đền bù cái thiệt hại. Đấy, vậy nên quý vị cũng cần phải lưu ý nhé Đó, đó là những người tuổi xíu. Tiếp theo thứ ba đó là những người tuổi dần. À thưa quý vị, thì nhìn chung ý, cái vận trình năm của những người tuổi dần thì có thăng có trầm. Các bạn cũng cần phải chuẩn bị cái tinh thần để đối phó với những cái thay đổi có thể là gì xảy ra bất cứ lúc nào. À, quý vị hãy luôn tin tưởng vào bản thân và làm những cái điều mà mình cho là đúng. tuy nhiên, quý vị hãy kiềm chế cái tính nóng nảy của bản thân, đặc biệt là ở nơi công cộng. nếu mà các bạn mà quá bốc đồng ấy, thì dễ đưa ra những quyết định sai lầm. À, còn nếu mà các bạn hay là can thiệp vào cái chuyện không liên quan ấy, thì cũng rất dễ dẫn đến những cái tai họa đó. vì thế để mang lại cái may mắn trong năm 2024 nó giáp thìn ấy, thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh của thân. À, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân nhé. À, thưa quý vị và cái màu sắc may mắn dành cho những người tuổi dần ấy, thì đó là những màu sau này. những người tuổi dần mà muốn vượng cái sự nghiệp, vượng cái tài lộc của mình, ấy, vượng sự nghiệp ấy thì quý vị hãy chọn màu xanh lá, màu xanh lá. cái màu xanh lá nó mang lại may mắn cho những người tuổi, những người tuổi dần đấy, giúp cho những người tuổi dần duy trì được cái phong thái làm việc chuyên nghiệp và luôn thể hiện được bản thân thật tốt trước mặt của cấp trên Bảo vệ những cái thành quả lao động của mình trong thời gian tới Thì ngoài ra các bạn còn sẽ trở nên siêng năng hơn, năng động hơn, cầu tiến hơn Khiêm tốn học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh Và nếu mà thường xuyên sử dụng cái màu này thì nó mang lại sự cắt lành cho quý vị đó Bên cạnh đó thì cái màu thứ hai mà những người tuổi dần cũng có thể sử dụng được Đó là cái màu trắng trong cái năm 2024 này Cái màu trắng nó đem tới cái tác động thư giãn Giúp cho những người tuổi dần kiềm chế được cái cảm xúc nóng tính, nóng nảy bốc đồng của mình hạn chế được những xích mích với những người xung quanh gây ảnh hưởng đến danh tiếng đến của bản thân và đến chất lượng công việc đó tiếp theo là màu thứ ba mà những người tuổi dần có thể dùng được đó là màu đỏ màu đỏ thì vượng tình duyên cái màu đỏ nó giúp cho đường tình duyên của những người tuổi dần nó trở nên hanh thông hơn thuận lợi hơn gia đạo thì bình yên hạnh phúc đó và các bạn tin tưởng vào cái tình yêu của mình tin tưởng vào người vợ người chồng của mình hơn đó từ đó hai người sẽ có thể gì nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời để đi đến hạnh phúc và cái màu đại kỵ với những người tuổi dần ấy, đó là màu bạc và màu xám. Thì cái màu này nó ảnh hưởng không tốt đến cái tâm lý của những người tuổi dần. À, khiến cho các bạn trở nên lười biếng, thiếu lý trí. À, chỉ nghĩ đến hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, trang trải cho cuộc sống. Nếu mà thường xuyên sử dụng hai cái màu này sẽ khiến cho tình cảm nó thường xuyên bị dao động. Và các bạn trở nên nhạy cảm đa nghi hay ghen tuông giận hờn và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ. Đó là những người tuổi dần. À, tiếp theo chúng ta sẽ đến con giáp thứ tư là tuổi mão Vậy tuổi mão sẽ mặc màu gì? À, thưa quý vị, năm 2024 nó rất thìn là một cái năm mà không phải là một cái năm may mắn Nó còn tiềm tàng nhiều khó khăn với những người tuổi mão Vậy nên quý vị mặc màu gì để được may mắn bình an? À, nói chung cái năm nay là một cái năm khá nhiều thách thức với những người tuổi mão Và sẽ luôn có những cái điều ngoài ý muốn nó rình rập à, Có thể thấy rằng đây là cái thời điểm mà các bạn cần bình tĩnh chờ thời Hãy dành thời gian để rèn luyện ý chí và sức khỏe cho bản thân Chỉ khi trở thành một người mà mạnh mẽ thì các bạn mới có cơ hội để chuyển bại thành thắng và chạm tới cái mục tiêu của mình đặt ra từ trước đó và để mang lại cái may mắn cho mình thì những người tuổi mão ấy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hậu thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mão Vậy thì cái màu sắc may mắn của những người tuổi Mão trong ngày mùng 1 Tết năm 2024 nó giáp thìn cũng như là cái màu sắc này may mắn trong cả năm ấy thì đó là màu nào? Thì màu sắc may mắn đầu tiên cho những người tuổi Mão đó là màu xanh nước biển. Đó là cái màu nó sẽ giúp những người tuổi Mão vượng được cái sự nghiệp của mình. À, thường xuyên sử dụng cái màu sắc này sẽ giúp cho gia chủ luôn giữ được cái cách hành xử khéo léo. À, từ đó mở rộng được cái mối quan hệ của mình, nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra cái cơ hội được thăng tiến trong sự nghiệp các bạn cũng sẽ khiêm tốn chăm chỉ hơn và sẽ học hỏi được kinh nghiệm từ những người đi trước đó là cái màu đầu tiên cái màu thứ hai mà những người tuổi mão có thể sử dụng đó là một cái màu xanh lục màu xanh lục thì nó vượng tài lộc à, thưa quý vị cái màu xanh lục sẽ giúp cho những người tuổi mão trở nên tỉnh táo hơn lý trí hơn dễ dàng duy trì được cái thói quen quản lý tài chính hoặc là gì đầu tư đúng lúc đúng chỗ từ đó sẽ duy trì được cái tài lộc ổn định đó màu thứ ba là màu hồng thì vượng tình duyên À, những người độc thân thì sử dụng cái màu này sẽ trở nên tự tin hơn vào bản thân mình và bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu. Các bạn có thể dần quên đi những tổn thương trong quá khứ và mở ra cái cơ hội để gặp gỡ những người mới. À, tiếp theo chúng ta xét cái màu đại kỵ của những người tuổi mão, màu kỵ của những người tuổi mão đó là màu vàng và màu nâu đất. Những người tuổi mão có thể sẽ trở nên nóng nảy hơn, bốc đồng hơn nếu như mà thường xuyên sử dụng hai màu này. Từ đó các bạn sẽ nảy sinh ra nhiều cái suy nghĩ đi đường tắt bất chấp hoàn cảnh để kiếm cái lợi cho bản thân. Dù trước mắt các bạn đạt được cái mục tiêu ấy, nhưng về lâu dài thì sẽ có thể phải trả giá khá là đắt. Thì ngoài ra các bạn còn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung, dễ mắc phải sai lầm, đặc biệt là trong các việc liên quan đến cái số liệu hợp đồng gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Đó, đó là những người tuổi mão. Tiếp theo tuổi thứ năm chúng ta xét đó là những người tuổi thìn. Thì trong năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi thìn bị phạm thái tuế. Thì đây cũng là một cái năm mà có nhiều cái biến động đấy quan trọng đối với những người tuổi thìn do các bạn phải đương đầu với thái tuế bản mệnh sẽ gặp nhiều cái bất lợi nhiều cái thách thức ở mọi phương diện của cuộc sống có đôi khi các bạn cảm thấy là mình rất nhỏ bé trước những khủng hoảng khó khăn to lớn mang tính thời cuộc à, nhưng mà chỉ cần các bạn quyết tâm bền bỉ thì công sức của các bạn cũng sẽ được lãnh đạo ghi nhận kèm theo đó là những cái hình thức khen thưởng tăng lương và những món quà lớn sẽ đến với quý vị trong thời gian tới vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi thìn luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tía thìn để trợ mệnh của thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tao hợp quý nhân này nhé. Và các màu sắc may mắn dành cho những người tuổi thìn thì bao gồm những màu sau. Đầu tiên là màu đỏ. Màu đỏ thì nó vượng sự nghiệp, vượng công danh sự nghiệp, vượng công việc. Cái màu sắc này nó nói chung ấy thì nó sẽ giúp cho những người tuổi thìn phát huy cao độ cái khả năng làm việc của mình. Các bạn sẽ có những cái suy nghĩ thực tế hơn và làm việc chăm chỉ hơn, sẵn sàng lao đầu vào mọi cái biến cố ập đến để giảm thiểu cái rủi ro. À, các bạn cũng duy trì được cái thái độ lạc quan và giảm bớt cái cảm xúc bốc đồng. Từ đó sẽ xây dựng được cái mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp, hoàn thành tốt các công việc nhóm. Đó, đó là cái màu may mắn đầu tiên. Thứ hai là màu tím. Cái màu tím thì nó vượng tài lộc cho những người tuổi thìn. Cái màu sắc này sẽ giúp cho bản mệnh phát huy được cái năng lực của bản thân, ngay cả trong khi phải đối diện với cái tình hình khó khăn. Đó. À, có thể các bạn sẽ phải vất vả và tốn rất nhiều cái công sức nhưng mà thu nhập của các bạn cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Tiếp theo màu thứ ba mà quý vị nên chọn đó là cái màu vàng thì nó vượng tình duyên, vượng cả tài lộc nữa. Cái màu vàng là tác động đến cái tâm trạng, đến cái cảm xúc của những người tuổi thìn giúp các bạn trở nên là gì kiên nhẫn hơn, bao dung hơn được với nửa kia. Khi mà vợ chồng tăng cường trao đổi ấy, thì hoặc là gì quý vị tăng cường trao đổi với 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 đồng nghiệp với bạn bè thì gì? hai người sẽ thấu hiểu được nhau cũng sẽ vượt qua được những khó khăn trong thời gian tới. Tiếp theo là màu đại kỵ với những người tuổi thìn trong năm 2024 ấy, là màu đen và màu xanh đục. Thì cái màu này nó sẽ khiến cho những người tuổi thìn trở nên bất cẩn, tiêu tiêu dùng thì hoang phí, xa đà vào những cái lối sống hưởng thụ và gì còn có thể là gì kết bạn xấu trong cái thời gian này gây tác động tiêu cực đến cái tài lộc. À, khi rơi vào cái tình huống khó khăn ấy, thì các bạn sẽ trở nên nóng nảy, bạo lực dẫn đến là xô sát với người khác. Thậm chí nghiêm trọng còn có thể là phải chịu cái trách nhiệm hình sự nữa đó vì thế mà những người tuổi thìn nên tránh nhé tiếp theo chúng ta xem tuổi thứ sáu đó là tuổi tỵ thì năm 2024 là một năm khá là bình ổn ít thăng trầm của những người tuổi tỵ thậm chí các bạn còn gì à, có thể đón nhận những cái cơ hội bước ngoặt lớn ở một số cái khía cạnh à, quý vị hãy nhớ rằng cái cơ hội lớn như vậy không phải lúc nào nó cũng có vậy nên các bạn nên chú tâm để nắm bắt lấy À, tuy nhiên vẫn sẽ có lúc các bạn gặp phải những cái thất bại và những cái tổn thất quý vị hãy học cách bình thản để đón nhận những cái vấn đề đừng có sợ hãi hoặc là gây khó khăn mà hãy coi đây là một cái cơ hội để mình rèn rũ bản thân đó và để mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi ấy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à, tiếp theo là chúng ta biết là những người tuổi tỵ thì mặc màu gì được may mắn đúng không ạ? thì cái màu đầu tiên là những người tuổi tỵ nên mặc đó là màu cam. màu cam thì nó vượng sự nghiệp. những người tuổi tỵ thường xuyên sử dụng cái món đồ hoặc là những cái quần áo màu cam ấy sẽ giúp cho quý vị gì nghiêm túc, tập trung cao độ hơn trong công việc và được tiếp nhận một số cái hạng mục và cái nội dung công việc hoàn toàn mới để nâng cao cái chuyên môn, mở rộng cái tầm nhìn của mình. màu thứ hai mà những người tuổi tỵ nên chọn đó là cái màu xanh lá. Cái màu xanh lá thì nó vượng tài lộc Nếu dùng nhiều màu xanh lá Thì con giáp này sẽ dễ đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác Đem về cái nguồn thu dùng dính Những cái khoản thu nhập có thể đến từ các khoản đầu tư tiền lãi Hay là gì? tiền lãi cổ phiếu hoặc là ký quỹ đầu tư vân vân. Các bạn sẽ quen được với những cái bạn bè, những đối tác tốt Và được đối phương giúp đỡ bách nước cho những cái thông tin quý giá À, đó, đó là cái màu thứ hai. Cái màu thứ ba mà nó hợp với những người tuổi Tỵ đó là màu tím thì nó vượng tình duyên. Màu tím sẽ giúp cho đường tình duyên của những người tuổi Tỵ được mở rộng. Các bạn có thể bất ngờ nhận được những lời bày tỏ của những người thầm thương trộm nhớ đã lâu. Nhờ thế mà cái mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến triển rất là nhanh, thậm chí là có thể dẫn đến hôn nhân chấp nhoáng. Và cái màu đại kỵ với những người tuổi Tỵ trong thời gian này thì quý vị kỵ màu xanh dương và màu xám. Hai cái màu này nó có thể là kích thích cái sự tự mãn và khoe khoang của những người tuổi Tỵ khiến cho các bạn có thể là gì khó hành xử được đúng đắn từ đó khơi dậy cái sự ganh ghét của tiểu nhân à, dễ bị đối phương hãm hại bày mưu hãm hại đúng không ạ à, cùng với đó là cái cảm xúc của những người tuổi tỵ cũng lên xuống một cái thất thường và suy nghĩ bị bế tắc khi mà gì mang mặc hai cái màu này đó đó là những người tuổi tỵ tiếp theo chúng ta xét tuổi thứ bảy đó là tuổi ngọ à, quý vị thân mến cái vận trình của những người tuổi ngọ trong cái năm 2024 nó đó thì thì có nhiều cái biến động các bạn đã chăm chỉ làm việc thì sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Dù vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, nhưng mà ấy, đó không phải là cái mối lo quá lớn của những người thường ngọ. Quý vị hãy luôn nhắc nhở bản thân giữ đầu óc thật tỉnh táo, như vậy thì mọi việc sẽ được giải quyết một cách hanh thông nhanh chóng, thậm chí là các bạn còn đưa ra được nhiều cái sáng kiến hữu ích cho cái tập thể, giúp khẳng định được cái vị thế của mình. À, thưa quý vị, và trong thời gian này để gia tăng thêm may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân đó và cái màu may mắn với những người tuổi ngọ trong cái ngày mùng 1 tết cũng như năm 2024 thì đó là màu gì thì màu đầu tiên chúng ta xét đó là gì cái màu màu tím màu tím với những người tuổi ngọ thì nó vượng sự nghiệp cái màu này sẽ giúp cho những người tuổi ngọ có đầu óc tỉnh táo hơn và sáng suốt hơn nếu tập trung làm việc đó thì các bạn có thể là gì đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo À giúp ích cho việc khẳng định cái vị thế thậm chí có thể trở thành người dẫn đầu giúp tập thể tìm ra cái hướng đi mới phù hợp hơn. Cái màu thứ hai của những người tuổi ngọ ấy đó là màu đỏ, màu đỏ thần thánh nó vượng tài lộc. Sử dụng cái màu đỏ thì những người tuổi ngọ có thể là tự tin tìm ra được cái con đường phát triển cho riêng mình. Các bạn khẳng định được cái vị thế của mình trong lòng những người khác, những khách hàng, tìm cách mở rộng cái quy mô làm ăn từ từ khiến cho khách hàng ngày một đông đúc hơn tiền chảy vào túi thì ngày một nhiều hơn. Một số người thì thi tuyển cũng để tự tin trao đổi và thỏa thuận được cái mức lương cao như mong muốn, thi đỗ công việc, những đậu những công việc mà mình đã mơ từ lâu. Đó. Tiếp theo màu thứ ba là màu xanh lẫn chuối, nó tượng trưng cho tình duyên. Thì cái màu xanh này cũng giúp cho bản mệnh tự tin thể hiện những cái tính cách mạnh mẽ của mình, biết cách quan tâm đến cảm xúc và những cái suy nghĩ của người khác, từ đó gây được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh, chinh phục được người mà mình thầm thương trộm nhớ. Đó. Cái màu đại kỵ của những người tuổi ngọ trong cái thời gian này đó chính là màu đen và màu trắng hai màu này sẽ khiến cho những người tuổi ngọ trở nên huênh hoang hơn dễ làm mất lòng người khác khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý và gây chuyện đặt điều cho các bạn đẩy các bạn vào vướng vào cái vòng lao lý thị phi cướp mất công lao các bạn đã gây dựng từ lâu đó các bạn cũng sẽ gì thường xuyên phải đối diện với những cái cạnh tranh gay gắt trên thị trường thiếu đi cái sự tỉnh táo nên là khó nhận ra là cái bẫy mà kẻ xấu đã, 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 đã răng ra Tiếp theo thứ 8 chúng ta xét đó là những người tuổi mùi. À, thưa quý vị, những người tuổi mùi có những cái bước nhảy vọt so với cái khoảng thời gian trước đó. Nhờ được nhiều cái cắt tinh nó trợ mệnh nên mọi phương diện của cuộc sống ấy, thì đều có sự phát triển đáng kể. Tuy nhiên, may mắn sẽ gì không đồng hành với các bạn trong suốt cả năm. Vẫn có những cái nguy cơ nó rình rập đẩy các bạn vào những khó khăn, những cái rắc rối. À, xong, miễn là các bạn duy trì được cái năng lượng tích cực, lạc quan, chủ động trong mọi việc thì mọi việc sẽ đều được xuân sẻ trở lại và có thể khuất phục được những khó khăn đó. À, thưa quý vị, và để mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi để trợ vận động thân. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ấy, tuổi mùi. Và sau đây là những cái màu sắc may mắn đối với những người tuổi mùi. Thì cái màu đầu tiên là màu nâu, nó vượng cho sự nghiệp, cái màu sắc sẽ giúp cho người tuổi mùi phát huy được cái điểm mạnh trong công việc, đem tới cho các bạn những cái cơ hội được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn, xứng đáng hơn với cái năng lực của mình. Cái màu sắc thứ hai đó là màu vàng, màu vàng tượng trưng cho tài lộc, vượng tài lộc. Thường xuyên sử dụng cái màu vàng cũng sẽ giúp cho những người tuổi, những người tuổi mùi ấy, nói chung ấy dần dần trở nên cởi mở hơn, do là tốt tính nên là cũng sẽ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Các bạn không những tự tìm được những cái đối tượng phù hợp mà còn gì chung chí hướng với mình mà còn gì được người khác giới thiệu cho những cái mối làm ăn đầy triển vọng cái màu thứ ba mà hợp với những người tuổi mùi đó là màu cam thì nó vượng tình duyên à, quý vị hãy thường xuyên mặc những cái chiếc áo màu cam sử dụng những cái phụ kiện có màu cam thì các bạn sẽ gặp được những đối tượng ưng ý đáng tin cậy và công việc sẽ ổn định và kinh tế sẽ vững vàng và gì nghiêm túc trong chuyện tình cảm à, với những người mà đã có đôi có cặp thì những người đã lập gia đình ý, thì cái màu cam còn giúp các bạn xây dựng được cái, một cái gia đình mái ấm khi mà các thành viên luôn quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau. Đó, cái màu kỵ của những người tuổi Mùi trong thời gian này đó chính là màu xanh lá và cái màu đen, màu xanh đen. Thì đây là hai cái màu mà những người tuổi Mùi cần phải hạn chế sử dụng. Đó, nếu không thì sẽ dễ có những cái hành động khinh suất, khinh địch để tạo ra cái cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng, dễ rơi vào cái bẫy hao tài tốn của của tiểu nhân. Tiếp theo tuổi thứ 9 chúng ta xét đó là những người tuổi thân, thân kim dậu kim đó ạ. Thì những người tuổi thân trong năm 2024 có thể coi là một cái năm phát triển khá là mạnh mẽ, khá là rực rỡ Mở ra nhiều cơ hội mới cho những người tuổi thân Mà nếu quý vị biết cách nắm bắt lấy Các bạn sẽ có được cái cơ hội gặt hái được những cái điều mà mình mong muốn đã từ lâu Dù các bạn vẫn sẽ va vấp phải không ít những khó khăn Những cái chuyện khó đó rồi cũng sẽ đi qua Thậm chí là trong quá trình cố gắng thì đương số còn tìm ra được những cái năng lực tiềm ẩn của mình Có những cái bước đột phá ngoạn mục trong tương lai khiến cho mọi người phải phải nề phục và để gia tăng thêm cái may mắn trong mình thì những gia chủ tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh của thân vòng vẫn được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng à thưa quý vị cái màu sắc may mắn với những người tuổi thân bao gồm màu sau đầu tiên chúng ta xét nếu mà những người tuổi thân muốn vượng cái sự nghiệp vượng công việc công việc hanh thông thuận lợi luôn có quý nhân tương trợ giúp đỡ thì hãy chọn màu vàng Đó. cái màu này nó giúp cho những người tuổi thân luôn duy trì được cái tinh thần vui vẻ cởi mở giúp xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên là đi đến đâu ấy, cũng được người khác giúp đỡ nâng đỡ thậm chí các bạn còn được cấp trên hoặc là quý nhân giới thiệu cho những cơ hội làm việc quý giá hoặc là những cái cơ hội để học tập bồi dưỡng thêm những kỹ năng những kiến thức để áp dụng vào công việc trong tương lai màu thứ hai mà hợp với những người tuổi thân đó là màu màu xám thì nó vượng cái tài lộc thường xuyên sử dụng cái màu này cũng sẽ giúp bản mệnh luôn tỉnh táo hăng hái và đưa ra nhiều cái ý tưởng độc đáo giúp cho tập thể và tìm ra cái hướng đi tiết kiệm thời gian công sức hơn từ đó các bạn sẽ khẳng định các vị thế của mình cho bản thân đó những người làm kinh doanh mà mặc cái màu này thì trở nên nhạy bén hơn nắm bắt được cái xu thế của thị trường nên dễ đi tắt đoán đầu à, thu hút được nhiều khách hàng ngày càng nhiều khách hàng mới à, và trong thời gian này thì nếu mà muốn vượng cái nhân duyên thì quý vị nên mặc màu nâu cái màu nâu nó giúp cho bản mệnh trở nên điềm tĩnh hơn suy nghĩ một cách thấu đáo hơn biết đặt mình vào cái vị trí của nửa kia nên là cái mối quan hệ vợ chồng ấy thì nhìn chung là khá là hài hòa. Hai người thì biết nhường nhau và trao đổi tìm ra cái cách để giải quyết mọi vấn đề, khiến cho nó không trở nên trầm trọng nữa. Cái màu đại kỵ với những người tuổi thân ấy, thì thân kim, dậu kim, kỵ màu đỏ và màu hồng. Hai cái màu này nó khiến cho tâm trạng của những người tuổi thân ấy, luôn nóng nảy, sốt sắng, không thể suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào công việc. Đồng thời nó cũng dễ bỏ giờ giữa chừng, khiến cho bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt thì đều đổ sông đổ bể, gây ra ấn tượng xấu với mọi người khác. À, màu đỏ và màu hồng cũng là một cái màu mà chiêu đào hoa xấu khiến cho cái cặp đôi dễ xa ngã và gây ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình đến cái danh dự của những người tuổi ấy, của những người tuổi thân đó tiếp theo tuổi thứ 10 ta xét đó là những người tuổi dậu thì những người tuổi dậu sang năm 2024 năm giáp thìn là một cái năm có vận trình hanh thông được nhiều cát tinh nó chiếu mệnh công việc làm ăn thì ngày càng thuận lợi tiền bạc thì gia tăng không ngừng công sức bỏ ra bao nhiêu ấy, thì đều được đền đáp một cách xứng đáng với nhiêu Quý vị hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, bình tĩnh, sáng suốt thì các bạn sẽ là người đầu tiên nắm bắt được cơ hội đem đến nhiều cái lợi ích cho bản thân và tập thể trong thời gian sắp tới. Vì thế để mang lại cái may mắn cho mình thì những gia chủ tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, tị dậu xỉu để được trợ mệnh ngộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 nhé để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. À, thưa quý vị, vậy thì những người tuổi dậu thì mặc màu gì? Đúng không? Thưa quý vị, những người tuổi dậu muốn vượng tài lộc, muốn vượng sự nghiệp thì quý vị cứ màu bạc quý vị mặc. Những người tuổi dậu nên sử dụng cái màu bạc bởi cái màu này sẽ giúp các bạn luôn duy trì được cái đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhẹn trên thị trường nên thường đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn và nhanh chóng hơn, chính xác hơn, nắm bắt được cái thời cơ dẫn đầu cái xu thế. Cái màu thứ hai mà những người tuổi dậu nên dùng đó là màu xanh dương, nó vượng tài lộc. À, con giáp này sẽ giữ được cái lý trí của mình nếu mà thường xuyên sử dụng cái màu màu bạc và xanh lam nhờ vậy mà các bạn sẽ luôn đưa ra được những quyết định đúng đắn không những làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho những người đi theo mình nữa tiếp theo là màu vàng chanh cái màu vàng chanh màu vàng chanh thì nó vượng tình duyên à, trong năm 2024 năm giáp thìn những người độc thân thì có thể được bạn bè giới thiệu cho những cái đối tượng xem mắt vậy nên quý vị hãy sử dụng nhiều cái đồ dùng màu vàng chanh các bạn sẽ có cơ hội tăng cơ hội gặp được người như ý đối bên sẽ tìm được tiếng nói chung nên là gì sẽ phát triển nhanh chóng lâu dài về sau và cái màu đại kỵ với những người tuổi dậu ấy thì quý vị nên kỵ đó là màu tím và màu cam đất à, người tuổi dậu thường xuyên sử dụng cái màu này ấy, thì sẽ trở nên cố chấp cứng đầu không đánh giá được cái tình hình thực tế à, nhưng mà gì cũng lại hay bị căng thẳng hay bị áp lực với bản thân à, từ đó sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm hoặc là rơi vào cái bẫy của kẻ xấu Ngoài ra ấy, các bạn cũng dễ đánh mất cái lý trí trong cái chuyện tình cảm Dễ bị siêu lòng vì lời ngọt tiếng ngọt của những người ngoài Khi mà chưa thực sự biết rõ đó Vậy nên quý vị cũng cần phải cẩn thận với hai màu này Tiếp theo tuổi thứ 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 11 chúng ta xét đó là những người tuổi tuất à, Thưa quý vị à, cái năm giáp thìn có thể nói là một cái năm khó khăn, chắc trở và gặp nhiều biến động theo chiều hướng xấu đối với những người tuổi tuất. Cái vận khí nó bất ổn khiến cho những người tuổi tuất làm lụng vất vả hơn À, công việc thì gặp nhiều cái trục trặc và cái thách thức quý vị hãy luôn nhắc nhở bản thân mình bình tĩnh và lý trí trong mọi cái tình huống chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình nếu không ấy thì các bạn dễ bị tiểu nhân quấy phá hoặc là gì ngày càng điều tiếng thị phi vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi tuất hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân à, vòng nữa được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình nhé. À, thưa quý vị, vậy thì những người tuổi tuất mặc áo màu gì? À, cái màu cà phê sẽ mang lại cái vượng sự nghiệp cho những người tuổi tuất. Vậy nên trong ngày mùng 1 Tết cũng như là trong năm 2024 quý vị tích cực màu, mặc màu này thì sẽ được vượng sự nghiệp và công việc hay thông. Cái màu nâu cà phê này thì nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn có cái cách hành xử phải phép tập trung nghiêm túc làm việc không thể hà những khó khăn những gian khổ như vậy mà các bạn sẽ khắc phục được nhiều cái vấn đề và thành quả lao động cũng được ghi nhận xứng đáng các bạn cũng có cơ hội chuyển bại thành thắng khiến cho mọi người phải nể phục đó tiếp theo là gì màu màu be cái màu be nó sẽ vượng tài lộc cho những người tuổi tuất những người làm ăn thường xuyên sử dụng cái màu be sẽ gì giúp cho các bạn tỉnh táo hơn suy nghĩ nó được chu toàn hơn nên là không bị kẻ xấu dắt mũi lừa gạt hay lợi dụng các bạn cũng sẽ trở nên thận trọng khi mà tham gia vào các lĩnh vực đầu tư mở rộng kinh doanh nhờ vậy mà nhận ra đâu là cái thời cơ đâu là cơ hội tốt mà chúng ta cần nắm bắt hoặc là gì đâu là cái nguy cơ mà cần phải tránh à, tiếp theo là cái màu nâu đất những người tuổi tuất sử dụng nó sẽ vượng tình duyên cái màu này sẽ giúp củng cố cái chuyện tình cảm của bản mệnh à, các bạn sẽ trở nên tin tưởng hơn vào người ấy và sẽ sẵn sàng san sẻ với người ấy những cái gánh nặng của đời mình à, đối phương cũng sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích đó và cái màu đại kỵ với những người tuổi tuất trong thời gian này đó chính là màu xanh lơ và màu xanh lục à, sử dụng màu này sẽ khiến cho bản mệnh suy nghĩ tiêu cực công việc thì dễ gặp khó khăn đồng nghiệp thì bất hợp tác lãnh đạo thì gây khó dễ các bạn cũng sẽ thì luôn phải chịu cái cảnh là sức ép sức cạnh tranh lớn trong năm nếu không cẩn thận dễ bị kẻ tiểu nhân dắt mũi lừa gạt mất cái chuyện tiền bạc đó đó là con thứ 11 tiếp theo con giáp cuối cùng đó là những người tuổi hợi hợi thủy tý thủy đúng không ạ trong năm 2024 nó giáp thìn thì cái vận trình của những người tuổi Hợi nó nói chung là gì nó không có cái điểm nào đặc sắc đột phá à, do phải đối diện với những khó khăn trong cái thời cuộc chung nên là công việc của những người tuổi Hợi cũng khá nhiều thách thức tiền bạc kiếm cũng khó hơn bản mệnh nên tập trung vào làm ăn nỗ lực lăn xả hết mình đấy, chủ động sáng tạo và gì không đi theo cái tâm lý đám đông thì đâu sẽ có đó công lao bỏ ra rồi cũng đạt được cái kết quả xứng đáng À, bên cạnh đó trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng vậy thì những người tuổi Mậu Hợi nên mặc màu gì đó. đầu tiên là cái màu vàng nó sẽ vượng cho cái sự nghiệp cho cái công việc màu vàng màu vàng kim sẽ giúp cho những người tuổi Hợi trở nên là nghiêm túc hơn nỗ lực hơn hẳn lan xả hết mình vào công việc nhiệt tình giúp đỡ người khác. Đấy, nhờ vậy mà các bạn sẽ tạo dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp hài hòa. À, khi khó khăn thì ắt sẽ có quý nhân tương trợ giúp đỡ hoặc là những người thân quen giang thay ra giúp đỡ các bạn. À, cái màu thứ hai với hợp với những người tuổi Hợi đó là màu trắng và màu bạc. Nó vượng cái vận trình tài lộc. À, thưa quý vị, hai cái màu này nó sẽ giúp cho những người tuổi Hợi duy trì được cái sự tập trung khi làm việc, bình tĩnh trong các cuộc đầu tư kinh doanh. Từ đó cái cơ hội chuyển bại thành thắng và khiến cho nhiều người phải khâm phục. Cái màu thứ ba đó là màu xanh dương, nó vượng cái tình duyên. À, trên thực tế thì bản mệnh những người tuổi hợi thường được người thân quen giới thiệu hoặc là họ hàng giới thiệu cho những cái đối tượng khá triển vọng trong thời gian này. Nếu mà sử dụng màu xanh dương thì thường xuyên trong các cuộc gặp gỡ thì các bạn sẽ gây ấn tượng tốt đẹp với những người khác, tạo thêm những cái cơ hội tăng cường cái nhân duyên cho mình và nghĩ ý. Và cái màu đại kỵ với những người tuổi hợi thì đó là màu nâu và màu vàng tươi hai màu này nó khiến cho những người tuổi Hợi khó duy trì được cái đầu óc tỉnh táo à, thường xuyên ảo tưởng từ đó dễ vướng vào những cái chiêu trò lừa gạt của đối thủ dẫn đến là gì cái cảnh là hao tài tốn của bên cạnh đó các bạn cũng sẽ thường xuyên để hành xử một cách là độc đoán bắt buộc người khác phải nghe theo cái ý kiến của mình gây ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ xung quanh vậy nên là gì những người tuổi Hợi tuyệt đối tránh hai màu này ra à, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về chọn màu áo gì mặc trong ngày mùng 1 Tết cũng như là trong năm 2024 để quý vị được vượng tài lộc vượng nhân duyên Đó. rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn